Con có dụng cụ trong bài hát Điệu buồn phương Nam, xin lỗi khách cũng thích. Điệu buồn phương Nam. Giờ đang chuẩn bị đi tàu ra giờ nổi kia anh. Xin chào. Dạ, chào cô Hằng. Chào cháu, rất vui là hôm nay là có cháu được đưa gọi là hướng dẫn viên là đưa cô đi chợ nổi Cái Răng. Dạ. Các cô từ miền Bắc xa xôi. Dạ. Vào đến đây để nói là đi hàng nghìn cây số cháu á. Dạ. Nên là rất là yêu quê hương Cần Thơ. Hôm nay vào được có cháu tiếp viên, à cháu là hướng dẫn viên nhỉ. Dạ. Cháu đưa cô đi, cảm ơn cháu nhiều. Cà Mau xong về quay về Bạc Liêu. Dạ. Ở Bạc Liêu cô về Sóc Trăng. À. Ờ, về Sóc Trăng cô về Hậu Giang. Dạ. Ờ, về đến Cần Thơ đấy. Ở Sóc Trăng cô có thăm mấy cái ngôi chùa Khmer có không? Các cô có. Dạ. Đi vào chùa Dơi. Dạ, chùa Dơi. Đấy, thì đấy là chùa đó. Ờ. Giống như chùa bên Campuchia vậy cô. Ừ. Trời mưa trúng sợi tơ lòng, mơ ai xa ngoài dạng dầm mơ, còn ai nước mắt đông sầu, biết tìm ai người chi hộ đủ hộ. Đây người ta bán bên mạng. Mà theo tiếng ta sợ mà lòng sầu.